là phần dự thi của thí sinh Biên Hòa và Nguyễn Thị Bộ mang số báo danh 22 với bài dân ca Quan họ Bắc Ninh lời cổ gửi bức thư sang. Vâng, và kính thưa quý vị, đây là hai thí sinh duy nhất ở trong câu lạc bộ là dự thi không có phần nhạc đệm. Vâng, và quý vị nổ một tràng hoa tay thật lớn, thật giòn giã để thay cho phần nhạc đệm để cổ vũ cho hai thí sinh. Vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Và xin mời phần đánh giá của ban giám khảo.